Thưa sư và sư Thuệ Tường, con nghe trong kinh có nói chư thiên có thể thị hiện để bố thí cho một vị thánh tăng. Con nghĩ nếu người có tà kiến không tin kiếp sau, không tin nhân quả thiện ác, nếu chứng kiến được điều này ắt sẽ hết hoài nghi. Mong sư hoan hỷ giải đáp. Thì cái đó là cái chuyện thời xưa, tức là thời xưa thì có thánh tăng thì chư thiên họ xuống họ thị hiện, họ bố thí. Còn thời nay thì nếu như có thánh tăng thì chư thiên sẽ xuống, còn không có thì chư thiên họ không có xuống. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ quý vị hỏi cái gì thì để mà sư đáp cái gì, thấy không? Bây giờ quý vị hỏi cái gì đó. Các sư nha, các sư khi mà các sư tu tập thì các sư vẫn rất là tin vào chư thiên. Nhưng mà tin ở đây là tin như thế nào? Đó là mình hãy tu tập một cách nghiêm túc, mà một cách đàng hoàng, mình đem lại lợi ích cho số đông, tức là cái đúng đắn ấy nha, chứ không phải là mình quên cái chuyện tu của mình đó. Thì khi mà chư thiên họ hoan hỷ thì họ vẫn sẽ giúp bằng cách này và cách kia. Và cái đời sống của các sư thì cũng đã trải nghiệm qua rất là nhiều những cái chuyện mà chắc có lẽ là với cá nhân các sư nghĩ nha. Thì này này, nếu không phải là chư thiên giúp thì sư không nghĩ là nó sẽ dùng cái cách nào khác để nó giải thích. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ như thế nào về vấn đề này. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì đúng như Đức Hành Tại nói thì thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Nghĩa là đúng là trong chính kinh và trong chính dạy chính thống thì vậy, những cái câu chuyện mà chư thiên xuống bố thí cho các vị thánh tăng, hay là nói đúng hơn là những cái không chỉ vị thánh tăng thưa quý vị, mà những cái vị mà có giới hạnh, cái giới hạnh thuần khiết nha, sử dụng chữ thuần khiết nha, chứ không phải mình giữ giới, mình giữ giới 3721 mình đòi chư thiên xuống giúp mình. Cái này là không đúng nha. Mình giữ giới mà cái kiểu tựa gọi sẽ gọi là tựa giống như Bồ Tát vậy đó. Tại vì trong cái tích, những cái tích mà bổn sanh thưa quý vị, tiền thân á, Bồ Tát á, là ngài là một cái người mà hành giới thuần khiết thưa quý vị, cho nên là chư thiên cũng xuống giúp đỡ nhiều. Đó. Cho nên cái khía cạnh này nó thuộc về cái trí tuệ, hay là cái tại sao chưa nói trí tuệ, gọi là chánh kiến á, chánh kiến. Tại vì cái trí tuệ hay chánh kiến nó bao gồm là gì? Cái niềm tin nghiệp quả của nghiệp, tin có đời này đời sau, tin có người thiện hưởng quả an lạc, sanh về cõi trời, không có cõi trời có địa ngục, tin vào tam bảo, tin vào cái sự giác ngộ của một vị Phật toàn giác, như vậy đó. Còn cái người vừa rồi quý vị, hiển nhiên cái điều mà quý vị nói là con nghĩ nếu người tà kiến không tin kiếp sau, cái điều này hiển nhiên quý vị, thế gian này nó như vậy, thế gian này bản chất thế gian là như vậy, thì nói bản chất nha, dùng chữ bản chất nha. Tại sao Đức Phật ngài có nói thưa quý vị, cái thế gian này, cái thế gian này là nó mù quáng, hay nói đúng hơn dịch ra nha, dịch ra bằng từ Bali á, chứ từ Bali mà thực xác luôn á, là Đức Phật nói cái thế gian này là nó là bị mù lòa, nó bị mù lòa thưa quý vị. Tại sao như mù lòa? Là nó không có trí tuệ, không trí tuệ mà nhận ra những cái điều mà chúng ta nói đó. Không có nhân, không có quả, không có tâm bảo, không có thiện có ác nó, cho nên có câu pháp cú Đức Phật nói rất là rõ thưa quý vị, cú như 174 gì vậy, có nghĩa là câu gì, đời này thật mù quáng, đời này thật mù quáng, có nghĩa là đời đây là chỉ thế gian đó, nghĩa là thế gì, đời này thật mù quáng, nghĩa là thế gian này là mù lòa, đa phần là mù lòa, đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng đó. Thấy rõ ràng đây là thấy cái lời Phật dạy thưa quý vị, thấy nhân thấy quả đó. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim sa vào lưới, hay là chim như chim sa khỏi lưới đó. Rất ít đi thiên giới đó. Giữa thiên giới đây là mình phải hiểu là những cái cảnh giới mà an lạc hay cảnh giới chư thiên. Tuy nhiên bản chất thế gian là nó là như vậy, nó là bản chất thế gian là nó mù lòa thưa quý vị, nó mù lòa, nó mù quáng, nó mù lòa. Cho nên là cái điều này là nó hiển nhiên à, cho nên là mình cũng mình hiểu, mình hiểu không,
hiểu, cho nên để cho mình cảm thấy mình đã thoải mái. Cho nên là cho dù mình ai nói mình là có tôi đố sư hay tôi đố bạn có địa ngục không, địa ngục đâu, nên giải thích lấy địa ngục tôi coi. Rồi có thiên đàng không, thiên đàng đâu tôi coi coi, không có thiên đàng địa ngục. Bản chất là vậy thì mình không có, mình khi mình hiểu như vậy thì đương nhiên mình không có chấp thủ được đâu, mình không có cần phải giải thích phân bua cố gắng chứng minh gì đó thiên đàng địa ngục hay là có ngạ có quỷ có ma này đó, mình không cần giải thích. Bản chất thời gian là nhấn mạnh lên ha, chất thời gian đó là mù lòa, thưa quý vị, nó mù lòa thế gian này, đời này thật mù quáng mà như vậy. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.